chúc năm mới tới các vị khán giả đang xem cũng như mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền đầy túi, tình đầy tim. Chúc mọi người tết năm mới tiền vô như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin, vạn sự như ý, gia đình sung túc, an khang thịnh vượng. Xin chào khán giả. Năm mới tết đến, em cũng gửi lời chúc xương xương đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn rằng là năm mới Giáp Thìn, gia đình sung túc, hạnh phúc, phát tài, làm ăn tấn tới. Dạ. Ngày đầu xuân em xin chúc toàn bộ khán giả chúng ta sẽ có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, phát tài, phát lộc và luôn bình an may mắn trong cuộc sống. Tết tới nơi rồi thì Bảo với Thầy Di sẽ chúc các bạn là năm mới vui vẻ. Anh Thanh thì vừa. Nhân dịp là xuân đến tết về, em xin gửi đến mọi người một lời chúc hân hoan, một lời chúc trân trọng, chúc mọi người năm mới bình an vui vẻ, chuyện cũ mình bỏ qua qua, tết này cười cười. Chứ chúc mọi người tết nay là tiền vô rủng rỉnh nha. Tiền vô là ê hề hề. Tiền ha, tụi nó cục gì nè. Còn tiền ra thì mình lúc nhúc nhắc thôi. Như những cô chuột chi chít thôi nha mọi người ơi. Chứ mình sẽ chúc mọi người là giống như là cái áo dầu đỏ này. Chúc mọi người sang năm sau sẽ có thật là nhiều may mắn, có thể nổi bật hơn năm cũ và đạt được nhiều thành công hơn. Cáo nhỏ và Story Seller xin chúc cho tất cả các bạn đang theo chương trình một mùa Tết thật là bình yên, vui vẻ, an lành bên cạnh bạn bè, người thân và gia đình. Và đừng quên ủng hộ Story Seller mùa này và những mùa sau nữa nha. Bye bye. Bye. Chúc mừng năm mới.